Các bạn ơi, trong này của anh thì nhiều lắm, chắc các bạn biết gần hết rồi. Thì video sai chỉ chia sẻ vài cái tác phẩm ưu cục thôi, chia sẻ các bạn nhé. Còn những cây xong rồi chắc là các bạn ngắm nhiều lắm rồi. Già thì trắng toát luôn, này gọi là hóa thạch rồi các bạn ạ, hóa thạch rồi. Nếu như mà anh Kiên không nói thì là nói thật là mình không biết được đâu, vì nó hóa cái da này rồi mình không biết được là cái gì. Rất là đẹp các bạn ạ, tác phẩm này. Hôm nay video sai rất là tuyệt vời, được đi những quay những tác phẩm mà có thể là nếu không đến thì không bao giờ được ngắm, thì anh ấy không mang đi chơi. Đấy các bạn thấy chưa? Wow, sướng chưa? Già, trắng toát luôn các bạn ạ. Mình sờ mình phải rón rén. Quá đẹp. Mình xin phép sang tác phẩm bên cạnh nhá. Đây một tác phẩm đây các bạn này. Ui giời, đây mới gọi là như kiểu là tích tụ phát lộc với anh, hoặc là con cháu ngồi hết vào lòng. Mình nói vui tí vì thực ra đây này, đó mẹ Âu Cơ, anh kia bảo là mẹ Âu Cơ. Đây các bạn này, nhiều chưa? Anh lịch đây bây giờ mới thấy là cái tác phẩm nhiều tử đấy, nằm hết rồi dưới chân đang ngồi hết vào lòng này, đẹp chưa? Đó các bạn nhá, anh em nào mà có những cái mầm ở thân gốc mọc lên, chúng ta cũng tư duy dần nên làm những tác phẩm này cho nó ấm, rất đẹp các bạn ạ, ấm áp. Cây thì anh ấy cắt nhiều độ run lắm, nhìn nó chun hết lại rồi. Giá này đúng giá của lịch, đúng giá của lịch ra đúng không? Anh Lịch ơi, gọi anh cái xem bao tiền, gọi cho anh xem bao tiền tác phẩm này. Anh Lịch xem mang về Ninh Bình đi, để anh em ta ngoài hàng ngày uống trà ngắm. Cứ lấy số điện thoại gọi đi. Lấy số điện thoại đây anh nhá. Giữa này, đây là phôi bưng tay là anh để hết trên trần các bạn ạ. Và video sai là cứ từ từ, tối thì tối nhá các bạn thông cảm nhá. Trời tối video cũng quay. Còn các bạn nhìn được đến đâu thì nhìn, tại vì là cũng thông cảm cho mình tí. Đi đến đây muộn quá. Không phải cầm thân tay nó như thế này mà cậu, sướng chưa? Đấy, tay cắt giật nó to như thế mà cậu. Nhờ cắt giật to như vậy luôn, mới giật một phát đi, bảo sao nó không quý các bạn nhá. Vẫn anh Đoàn, đúng rồi. Đó ạ, mình đi rất chậm cho các bạn ngắm rồi. Phản ứng cái nào là các bạn cứ chụp lại rồi gửi. Chính xác là mình tham đấy. Thực ra phải đi phân tích các bạn từng tác phẩm một cơ. Rất là nhiều, rất là nhiều. Cái tác phẩm nào nó to hơn thì mình dừng lại tí cho các bạn ngắm. Đây như tác phẩm này chẳng hạn này, đầy ựa một miệng bậy các bạn này, hơn 2 gang của video bonsai. Lùn chưa? Lùn chưa nào? Tay cắt cũng ok nhá. Đó. Đấy, cái tác phẩm này mình quay cả hai mặt cho các bạn ngắm. Tay đang cũng giật hết rồi. Đấy, xong tác phẩm bên cạnh đây. Cắt truyền rồi. Rất lâu năm rồi đấy các bạn ạ. To các bạn nhé. Phân này nó thối. Phân này nó thối. Nha. Đây được một chốt rồi nha. Băng ra. Đi tiếp nào. Anh em vừa xem tác phẩm nào đấy cho quay cái. Anh Lịch. Đây à? Đâu bên kia à? À, trực dẹp kìa. Sang quay trực dẹp cho anh em này. Đấy. À, xem cao bao nhiêu đó, 1 gang, 2 gang, gần 3 gang của video bonsai các bạn nhá. Ui giời, trắng toát rồi các bạn. Trắng toát cả thân rồi. Này gọi là côn hết cỡ đấy các bạn này, chặt này. Chặt hết cỡ luôn đấy. Ôi đúng rồi, thân nó dẹp luôn các bạn nhá, thân nó dẹp luôn đấy. Nhìn cái mảng này to vậy thôi nhưng mà
Đây một gang của tôi chạy từ đầu này hơn một gang. Nhưng mà nhìn bên này nó mỏng dẻ này. Ui nó mỏng thật. Các bạn ạ, nó dẹt thân rồi. Sợ thật đấy. Wow. Lần đầu tiên video ra nhìn thấy một con trực nó dẹt thân như thế này các bạn ạ. Nó mỏng dẻ luôn các bạn ạ. Rồi em Túy em chỉ ra, mở ra quay đi anh ơi. Đấy phải cảm ơn em Túy, em mới ngắm suốt ngày em mới biết em chỉ cho. Tay 1, tay 2 rồi. Ba bên kia văng 4 đây. Cái này gần xong các bạn nhé. Video dài là cứ mê u cục thôi. Chắc là các bạn cũng vậy nhỉ. Video dài đi là cứ phải xoay những u cục đúng không? Xong là số điện thoại là cứ táng vào video luôn là anh em alo. Anh em hợp được cái gì là chúng ta là lấy cái đấy nhá. Đấy. Cứ u cục thôi. Rất nhiều các bạn ạ. Hôm nay video dài khai quật của anh lên một loạt u cục anh đang giấu. Tại vì không phải ai cũng đến đây để ngắm được. Nên là mình thay mặt các bạn đến tận nhà chia sẻ lên những tác phẩm u cục của anh ấy cho anh em mình. Rất nhiều các bạn ạ.
nhiều lắm. Tôi mời anh em hôm nào đến nhà anh nhá. Mình xin dừng cái video này ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video từ nãy giờ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Video Bonsai hộ mình. Xin chân thành cảm ơn.